Lòng bỗng thấy
xuân sang ngày hôm nay, ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa đời anh. Tiếng chuông ngân lên giờ thiêng liêng đến rồi, mắt em long lanh giọt nước mắt khẽ rơi, niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rồi, nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an chan, hai chiếc nhẫn kết lại mình chứng cho ngày vui nhớ. Phút giây mong chờ ngày hôm nay đến rồi, lúc anh thức dậy lòng bỗng thấy xôn xao. Ngày hôm nay, ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên giờ thiêng liêng đến rồi, mắt em long lanh giọt nước mắt khẽ rơi, niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rơi, nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Anh với em như kẻ xa lạ,
giấc mơ nhầm màu mang em đến bên đời anh. Oh, hãy để cho anh được yêu em. Nguyện thề yêu em yêu mãi thôi, bao tố phong ba cùng nhau vượt qua nhé em. Dù có trong gai thì ta sẽ mãi chẳng xa rời. Hãy những ngày giao tận chân trời với những yêu thương dành cho người, gửi ngàn lời yêu đến em. Hai ta sẽ một nhà. Hãy để cho anh được yêu em mãi thôi. Hãy để cho anh được hôn lên bờ môi của em. Lúc muốn bên nhau chẳng xa rời, trái tim một muôn đời. Chân trời với những yêu thương dành cho người, gửi ngàn lời yêu đến em. Hai ta sẽ một nhà, gửi ngàn lời yêu đến em. Hai ta sẽ một nhà, gửi ngàn lời yêu đến em. Hai ta sẽ một nhà. Treo tút trên cao ánh sao trưng muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xôn xao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang thấy em đua nhau hòa đàn. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ơi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đường che che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa hơi. Em theo anh vào nhà. Che mắt đôi ta có.
có con chim sâu chỉ lối, vườn cau thơm ngát hương hoa hỡi em, theo anh vào nhà. Ông Tơ và Nguyệt sẽ về nhét giá hoa duyên thắm, chú thị bên nhau về chú tình. Bên này chú kiếm nhà dâu, bây tuần sắp xếp rất lâu một thời. Cô dâu xinh đẹp tuyệt vời, lông mày lá liệu má hồng môi son. Và đặc biệt chúng tôi xin tiếp tục kính mời cây pháo trắng rực rỡ để đón chào một mùa hạnh phúc của chú rể và cô dâu. Tiếp đến với chúng ta về một mái ấm gia đình tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quý vị khách quý, bà con cô bác cùng tất cả các chàng trai, đặc biệt cô dâu chú rể đang làm ăn công tác xa xôi, nhưng hai bạn đã gặp thấy nhau và để rồi hai bạn nghĩ rằng trong cuộc sống không thể thiếu nhau, trong bữa cơm giấc ngủ không thể thiếu nhau. Vì vậy chú rể mới nói rằng là em về anh về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta. Em về thưa với mẹ cha là đồng ý cho ta lấy mình, với mình lại với ta, đẹp duyên đôi lứa mặn mà thông gia, để chắc luôn đỉnh núi hiền hòa, tình yêu hai bạn có thể nói đẹp như là ánh bình minh. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt, được dành tặng cho cô dâu chú rể được không ạ? Xin cảm ơn ạ, xin cảm ơn rất nhiều. Và xin mời quý vị, tiếng pháo tay chẳng khác gì một tràng pháo nổ, trên hôn trường rộng mở hôm nay, chúc mừng hai bạn duyên lành, kính chào hai họ. Đông quanh đi quẩn lại, chúng tôi thấy toàn là đàn ông và đàn bà. Hôn trường rộn rã lời ca để cho hai bạn đậm đà tình thương. Trên bàn rất nhiều thứ và quanh rạp đầy thứ hoa. Và đặc biệt ở đây thì toàn thể bà con cô bác, hôm nay là một ngày lành tháng tốt, ngày có dột, đêm có mưa, nhưng ngày không thừa tháng không thiếu. Ngày 22 tháng 7 năm 2018 nhằm vào ngày mùng 10 tháng 6 năm Mậu Tuất, được sự đồng ý của hai chính quyền địa phương, được sự đồng ý của hai gia đình và được sự tìm hiểu nhiệt tình của chú rể và cô dâu, chúng tôi xin tuyên bố buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ xin được phép bắt đầu. Và thưa tất cả quý vị, khách quý, các anh các chị, bà con, cô bác gần xa về đây chúc mừng tình yêu của chú rể và cô dâu. Và thưa toàn thể quý vị, các anh các chị, tình cảm đó của cô dâu đã mãi mãi vẹn tròn đơm hoa và kết trái, thì chắc chắn những người làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ rất sung sướng. Quý vị biết rằng một năm chúng ta có 365 ngày, và trong hành trình 365 ngày đó có một ngày rất đặc biệt để dành tặng cho tất cả mọi con người chúng ta. Và ngày đặc biệt đó hôm nay được dành tặng cho chú rể Hoàng Đức và cô dâu Khánh Hòa. Vì vậy, những tình cảm đó, công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước người người biển đông, hôm nay nên vợ nên chồng, vì vậy không thể thiếu được công ơn mẹ thầy. Về phía gia đình họ nhà trai, chúng tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị, bà con cô bác hướng mắt về sân khấu để chiêm ngưỡng tình cảm tuyệt vời. Chúng tôi xin trân trọng kính mời sự đại diện của gia đình họ nhà gái bước lên sân khấu để làm cử hành hôn lễ cho hai con. Xuân có chè có chúc mới nên cần câu rô, họ gái hân hoan mừng rể thảo, nhà trai chúng tôi phấn khởi đón dâu hiền. Và sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời quan viên của gia đình họ nhà trai cùng bước lên sân khấu để làm cử hành hôn lễ cho hai con. Xin trân trọng kính mời đại diện của gia đình họ nhà trai. Và chúng ta
vị quý vị, ở đây đó là hai bác đại diện cho hai gia đình, họ nhà trai và họ nhà gái. Và thưa tất cả quý vị, những người bố, người mẹ đã tần tảo sớm hôm để nuôi hai con trưởng thành khôn lớn, hôm nay xây dựng cho hai con một mái ấm gia đình, thì chúng tôi xin trân trọng kính mời thân sinh, thân mẫu của chú rể bước lên sân khấu để làm lễ thành hôn cho hai con. Xin trân trọng kính mời bố mẹ của cô dâu và chú rể. Xin trân trọng kính mời và thiết tha kính mời. Và ngay bây giờ, gia đình họ nhà trai, chúng tôi, nhà gái và nhà trai sẽ gửi lời chào toàn thể quý vị. Chúc quý vị, bà con và các bạn một tình cảm tuyệt vời. Xin quý vị dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để dành tặng cho hai gia đình chúng tôi ạ. Xin cảm ơn. Và chúc tất cả quý vị, thân em như giải lụa đào, giờ này xuất giá nhập vào nhà trai. Nhưng thưa tất cả quý vị, qua sông thì vì lạnh và phải lì đò, làm cha làm mẹ cũng phải dặn dò nơi câu, dặn con sớm sớm chiều chiều, giờ đây hoàng gái cũng có đôi điều xin thưa. À, thế bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời lời phát biểu giao dâu của gia đình họ nhà gái. Xin trân trọng kính thưa ban tổ chức, kính thưa các cụ các tuổi, kính thưa hai gia đình hai họ cùng các bạn thanh niên và toàn thể quý khách có mặt hôm nay. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, nên ông Huệ bà Huy ở Thanh Dương Nghệ An và ông Kỳ bà Quy ở Phúc Đồng Hương Khê Hà Tĩnh đã chọn ngày tổ chức lễ thành hôn cho hai con. Thay mặt họ nhà gái, xin cảm ơn họ nhà trai đã tiếp dốc đón dâu và đón họ nhà lại một cách trọng thị. Thưa toàn thể hậu trường, quá một thời gian tìm hiểu thì hai cháu Đức và Hòa đã yêu thương và xác định đi đến xây dựng gia đình. Hôm nay đã được toàn thể quý khách bớt chút thời gian dành tình cảm tốt đẹp để chúc mừng cho hai cháu và hai gia đình. Thay mặt nhà họ nhà gái, xin cảm ơn và xin chúc toàn thể hữu trường lời chúc sức khỏe, chúc có nhiều niềm vui, thành đạt hạnh phúc. Xin cảm ơn. Quý vị, bà con, cô bác, đúng là nhà gái phát biểu trao dâu thì nhà trai chúng tôi cũng phải đỡ lời dăm câu để cho bên rể bên dâu, để cho hai họ được về lâu về dài. Và tiếp theo chúng tôi xin trân trọng kính mời lời phát biểu nhận dâu của đại gia đình họ nhà trai. Kính thưa toàn thể khách, kính thưa hai họ, kính thưa toàn thể hôn đường, tôi xin thay mặt cho họ nhà trai lời đầu tiên xin gửi tới hôn đường một lời chúc sức khỏe và lời chào kính trọng. Kính thưa toàn thể hôn đường, trong quá trình tìm hiểu của hai cháu và hôm nay ngày lành tháng tốt tổ chức lễ thành hôn hai cháu, và qua lời phát biểu của nhà gái, họ nhà gái xin nhận lời và cũng là xây dựng cái hai cháu để làm sao có hạnh phúc thành đạt và tốt đẹp trong cuộc sống, xứng đáng là dấu hiền rể tạo của gia đình. Và cháu Hoa hôm nay cũng trở thành người vợ của cháu Đức, và cháu Đức là người rể của họ nhà gái, vậy là để có hạnh phúc tốt đẹp. Chúng tôi cũng rất cảm ơn tất cả các quý khách đã bớt chút thời gian bởi vì đường xa xa xôi và vất vả về khí hậu, nhưng đã đến dự buổi lễ hôm nay thành công tốt đẹp, thì xin chân thành cảm ơn quý khách. Vâng, chúc tất cả những khoảnh khắc tuyệt vời, xin cảm ơn. Một lần nữa xin chúc cho đại diện của hai gia đình nhà trai nhà gái mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và xin mời bác, hai bác chân tạ, xin cảm ơn. Phần em con gái là phải lấy chồng 100 năm cuộc sống gặp vào nhà họ trai. Và thực sự gia đình nhà trai chúng tôi hôm nay đón thành thêm một thành viên mới, đó là một cô dâu rất xinh xắn dễ thương. Và được sự chứng kiến của bố mẹ, hai bác ông bà con, hai họ ba bề bốn bên, thì ngay bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời chú rể và cô dâu, được sự chứng kiến của bố mẹ của chúng ta đã nuôi mình trưởng thành khôn lớn, xây dựng cho hai con mái ấm gia đình, thì xin mời cô dâu chú rể tay trong tay đặc biệt sẽ trao những món quà hạnh phúc, trao món quà hạnh phúc đó chiếc nhẫn cưới hạnh phúc ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời chú rể và cô dâu được sự chứng kiến.
Ngày xưa thì bố mẹ chúng ta cũng có đâu có nhẫn vàng, nhẫn bình, nhẫn bạc như bây giờ đâu ạ. Ngày xưa bố mẹ của hai em chỉ có chiếc nhẫn cỏ đang với nhau mà thôi, nhưng vẫn chứa chan cả một cuộc đời, cả một trái tim cháy bỏng. Và người ta thường nói rằng là ngày xưa nhẫn cỏ cao tay, bây giờ vàng bạc chất đầy nhiều nó sẽ gãy lòng đôi. Và xin cảm ơn rất nhiều. Để nghỉ toàn thể quý vị dành cho cô dâu chú rể một tràng thật lớn nữa các ạ. Thật lớn nữa ạ. Xin cảm ơn. Và thưa tất cả quý vị, bà con cô bác, thưa cô dâu, chú rể bắt rằng với MC nói rằng là em ơi, mẹ đây không phải mẹ của riêng anh, mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi. Mẹ tuy không đẻ không nuôi, em phải ơn mẹ suốt đời nghe em. Mẹ anh vất vả lắm em ơi, nuôi anh con lớn để rồi tặng em. Xin trân trọng kính mời người mẹ hiền yêu dấu sẽ trao món quà cho hai con trong ngày cưới hạnh phúc hôm nay. Thưa tất cả quý vị, món quà nhỏ nhưng tấm lòng không nhỏ, như cây trầu siết chặt cây cau, cô dâu chú rể bên nhau trọn đời. Xin trân trọng kính mời thân mẫu của chú rể, đó là người mẹ hiền đã nuôi con trưởng thành khôn lớn. Xin chú rể rất sung sướng về đây với gia đình và nhà trai có một nếp sống văn hóa văn minh hiện đại. Xin cảm ơn. Mẹ sẽ ôm người con dâu vào lòng và thực sự gia đình. Đề nghị toàn thể gia đình nhà gái ở đâu ạ? À? Ở đâu ạ? À? Cho tôi đây ạ. À? Với nhà trai ở đâu ạ? À? Và chúng ta. Tấm lòng của bố mẹ, chúc bố mẹ mạnh khỏe, sống lâu trong tuổi để con cháu được nhờ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin mời gia đình của chúng ta an toàn về phía dưới để tiếp đón toàn thể quan khách có mặt trong hôn trường cưới ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Chung chiếu bói cuối cùng cô cậu có cô con, mà nhà chú rể cũng ở gần đường như thế này, đêm nay xe ngoài đường nó chạy thì trong giường nó sẽ. Vui từ Hà Tĩnh, vui về Nghệ An. Và ngày hôm nay, đặc biệt cách đây 2 năm, 3 năm, chú rể đã đặt xích lô hàng trăm cây số từ mảnh đất quê hương Thanh Chương sang Hà Tĩnh để tâm sự với nhau. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta du lịch tỉnh Hà Tĩnh sẽ lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời về ý nghĩa của chú rể cô dâu. Ly rượu sau đôi. Chúng ta hôn 1, 2, 3, các bạn hôn được không ạ? 1, 2, 3, go! Vâng, một lần nữa chúc cho cô dâu chú rể nho nhỏ để trao tặng cho hai em. Chúc hai em xứng đáng dâu hiền rể thảo và đặc biệt xin chúc cho hai em. Chúng tôi xin trân trọng kính mời món quà của người anh trai thứ hai, đó là món quà của anh Hoàng Đình Hưng ạ. Xin trân trọng kính mời anh bước lên sân khấu để trao tặng cho hai em trong ngày cưới hạnh phúc hôm nay. Chính là những món quà của đại diện gia đình nhà trai. Quý vị và các bạn dành tặng cho các anh chị em của gia đình nhà trai. Chúc cho anh chị sống thật là hạnh phúc và thực sự. Vâng, món quà của gia đình các anh và đặc biệt là một cháu bé rất là xinh gái ạ. Và quý vị và các bạn dành tặng cho gia đình chúng tôi, gia đình của nhà gái một cháu bé rất lớn nữa các bạn. Dạ, xin cảm ơn con.
cảm ơn con rất nhiều. Xin cảm ơn một người. Em cần bên anh ngủ ngoan, lòng anh quá nỗi nhẹ nhàng, thoáng trong anh quên đi bao phiền nỗi. Nhắm mắt lại và mong sao em có thể hiểu. Từ lúc em bên cạnh anh thấy cuộc sống ôn hơn nhiều, nhiều lần giận hơn nhau đôi chúng ta. Từng phải nói chia tay mà, và cớ sao em vẫn luôn là người thứ tha. Anh cảm ơn trời đã chào anh người con gái tuyệt vời. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chú rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè. Ta cùng nâng ly 1 2 3 yo, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bạn con ơi, ta chúc hai họ thêm thơm. 1 2 3 yo, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu, mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1 2 3 yo, uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok, cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè. Ta cùng nâng ly 1 2 3 yo, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thơm. 1 2 3 yo, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu, mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay để bầu, người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, vô nè, 1 2 3 vô. Con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bền lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai
Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tân bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con nàng trâu đông vui thật vui. Con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thiệt vui. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đường tình yêu đâu chỉ có màu hồng,
đường tình yêu luôn gặp nhiều thử thách. Mình dìu nhau cùng đi suốt trên con đường dài, dù buồn vui hay cay đắng vẫn luôn kề vai. Vợ là ánh sáng của đời anh, từ ngày em đến cho anh niềm tin vào một tình yêu mà có nhiều khi ngỡ như là mơ. Vợ xinh tươi hiền ngoan, chỉ yêu mình anh với chân thành, bằng con tim nồng nàn những yêu thương. Mình gần bên nhau bao ngày qua, dù cho sóng gió vẫn nắm chặt tay, thì dù mỗi năm trăm năm về sau mãi không rời xa, nguyện cầu luôn được yêu mãi bên cạnh anh suốt cuộc đời. Và anh xin được gọi mãi tên em. Vào một tình yêu mà có nhiều khi ngỡ như là